Không vui à? Không phải. Họ đầm ấm như vậy cũng nên mà. Cảm nhận của người ngoài cuộc thế nào tôi hiểu rõ nhất. Sao hả? Tính xem thử tôi và anh Tim có sao không để mua an tâm sao? Vì tình yêu thôi mà. Em mà vui là được rồi. Bị trầy xước ở trán một chút thôi, không sao đâu. Anh chỉ là không hiểu tại sao Duyệt Duyệt lại mang rượu đến trường học, còn uống rượu với bạn trước buổi diễn nữa. Con gái của anh không như vậy đâu. Có đứa trẻ nào mà chưa từng hư hỏng chứ. Bây giờ có chuyện gì to tát đâu, ngã xuống cầu thang thôi mà. Anh cứ quyên góp tiền cho trường coi như sửa chữa đi. Quan trọng nhất là người không sao. Sao rồi? Cô Lan nói phải nói chuyện riêng với Duyệt Duyệt. Vết thương của con dán băng keo cá nhân rồi không sao hết, nhưng mà trường học nói phải phạt cảnh cáo con bé. Yên tâm đi, chúng ta từ từ dạy dỗ lại, có anh ở đây mà. Sao cô lại đưa rượu cho con gái tôi uống? Tôi không có. Ở nhà đúng là có rượu để trưng bày, nhưng mà tôi không có đưa con bé. Hay là con bé tự lấy? Tức là cô nói nó nói dối hả? Sao tôi biết con bé lại nói như vậy chứ? Tôi và con bé vẫn bình thường mà. Cô không phải ngây thơ tới mức tưởng con của tôi sẽ nhận cô làm mẹ chứ. Tôi không cần biết ai đang nói dối. Nói chung sau này anh gặp con, em không muốn cô ấy có mà. Anh đã nói chuyện với Emma rồi. Sao hả? Có thể sắp tới anh sẽ thuê một căn hộ nhỏ. Vậy có nghĩa là sao? Có nó không có em sao? Cho dù Duyệt Duyệt đã nói dối thì cũng chứng minh con bé đang rất không vui. Anh không thể phớt lờ cảm nhận của nó. Chúng ta phớt lờ cảm nhận của con bé khi nào? Anh kêu em biến mất thì em biến mất, kêu em giúp đỡ chăm sóc thì em chăm sóc. Đã bao giờ em không phối hợp với hai người đâu. Anh chưa suy nghĩ kỹ mình có bao nhiêu gánh nặng để quyết định sống chung với em. Là anh bốc đồng, là anh ích kỷ. Ích kỷ bằng Emma sao? Lúc ly hôn tung tin lên mạng sao? Đây mới là tổn thương lớn nhất đối với Duyệt Duyệt đó. Cả anh và em đều không có tư cách nói chuyện quá khứ. Chúng ta đừng nói nữa, bình tĩnh lại trước đi. Anh không được trốn tránh nữa. Giờ chúng ta nói cho ra lẽ. Ngoài trời xin lỗi, anh không biết phải nói gì nữa. Em không muốn anh phải nói xin lỗi. Em chỉ muốn có một lần. Một lần. Sau khi anh nói xin lỗi xong, sẽ không làm vậy với em nữa. Em chỉ muốn anh yêu em thôi. Anh trả lời đi, anh có yêu em không? Tình yêu mà em muốn, anh không có khả năng cho em. Anh nói dối. Từ đầu đến cuối anh chỉ đều muốn chăm sóc cho hai má con họ. Trước khi ly hôn, sau khi ly hôn, anh đều xem em là dự phòng. Sao anh lại xem em là dự phòng? Anh biết rõ Duyệt Duyệt không thích mà vẫn tiếp tục mối quan hệ với em. Chỉ vì Duyệt Duyệt thôi sao? Anh không cho em nhận câu chuyện sau hôn nhân là bởi vì Emma, chứ không phải em. Em lại nói đi đâu vậy? Giờ cổ đã quen Devi rồi, đây là vấn đề của anh với em. Em đừng nhắc tới cổ nữa được không? Sao em không nhắc tới cổ được chứ? Anh vốn chưa từng buông bỏ được. Anh tự em không biết anh đang giấu cái gì sao? Anh coi cái này là báo vật. Đừng nói với em anh coi cổ là người thân. Người thân mà giữ lại nhẫn làm kỷ niệm hả? Nếu như người ở bệnh viện là Emma thì anh có nổi giận đuổi cổ đi không? Anh không vui, không muốn để cho họ biết sao? Em làm gì cũng sai. Em làm gì anh cũng chê. Em bị cái gì cũng là do anh tự chuốc lấy. Là tại em hết. Anh vẫn còn rất yêu cô ta, nên anh không muốn em yêu anh nhiều như vậy. Ah!
Còn đau lắm không? Anh đã dọn dẹp phòng sách rồi. Em cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi. Em xin lỗi, em không cố ý nổi điên đâu. Em biết anh và em Mang không có gì. Không sao đâu. Em chỉ là cảm thấy hình như khoảng cách của chúng ta rất xa. Dù bây giờ em nói không để bụng cái gì cả, nhưng khi em trưởng thành hơn sẽ phát hiện mình từng ngu ngốc như thế nào. Em sẽ hối hận vì đã không kiếm một người đàn ông có điều kiện tốt hơn để xây dựng tổ ấm. Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi. Anh lớn hơn em rất nhiều. Nói khó nghe một chút, anh chỉ là một người đáng thương thất bại trong hôn nhân. Em đừng như vậy, đừng như vậy, đừng vậy mà. Được rồi, em bình tĩnh lại đi. Nếu như anh không thích em, anh có thể đánh em mà. Nhưng mà anh đừng bỏ rơi em. Em cầu xin anh đừng bỏ rơi em. Mối quan hệ này quá tiêu cực. Anh không nói tiếng nào bỏ đi mấy ngày là có ý gì? Bây giờ muốn chia tay sao? Có phải anh muốn trở về bên Emma không? Em thực sự rất yêu anh. Anh có thể nào đừng bỏ em không? Anh từng nói sẽ không làm vậy với em mà. Sao tới cuối cùng anh vẫn làm vậy với em? Anh nói dối. Em xin lỗi, em không sao rồi. Anh gọi lại cho em ha. Em sẽ đợi anh gọi tới. Nếu anh không thích điểm nào của em, anh cứ nói. Em có thể thay đổi mà. Nghe máy đi, nghe máy đi. Mấy hôm nay anh không trả lời em là vì muốn ở một mình để cả hai bình tĩnh lại. Anh không muốn em làm hại bản thân chị anh nữa.